Xin chào các bạn, hôm nay Viên sẽ hướng dẫn kỹ năng lặn để các bạn cùng ra khơi tìm kho báu với Viên nha. Bắt đầu mình lấy hơi thật sâu và sử dụng phần đà thân trên đặt 90 độ, tay chúi thẳng xuống đáy hồ. Sau đó mình sẽ trong tư thế đầu thấp hơn phần chân và mình đá chân để duy trì người chìm trong nước. Khi xuống nước sâu sẽ xảy ra hiện tượng đau tay, điều này hoàn toàn bình thường là do áp suất thay đổi theo độ sâu. Cách khắc phục mình cần phải cân bằng liên tục bằng cách lấy tay bóp mũi và đẩy hơi ra ngoài giống như khi bạn đang đi máy bay.